thần đoàn kết quân dân các dân tộc Mường Lò làm nên chiến thắng vang dội giải phóng Bắc Bộ ngày 18 tháng 10 năm 1932. Mường Lò quanh năm nơi chính tay ngang các triển núi cũng là xứ sở hoa ban. Vào đầu tháng 3, hoa ban đồng loạt tung nở bừng sáng cả núi rừng, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa từ những đài hoa xinh xắn, khiến lòng người sao xuyến trước vẻ đẹp của đất trời Tây Bắc mỗi độ xuân sang. Mùa ban nở rộ luôn gợi nhớ về những hình trong sáng thủy chung giữa chàng thu và nàng ban, câu chuyện cảm động về sự tích hoa ban.